À, các em có thấy được không? Rồi, thì principle 5 different kata are required cho cadet junior, under 21 senior. Người ta chỉ cần 5 bài quyền thôi. Chỉ cần 5 bài quyền. Nếu mà đến dòng thứ 6, người ta có thể repeat, có thể lại trở lại bài quyền dòng số dòng 1, dòng 2 hay dòng 3. Nhưng mà không được repeat dòng thứ 5. Cái bài quyền giả sử như bắt sai đai, dòng 5 mình đi bắt sai đai, dòng 6 mình được repeat the kata, nhưng mà mình không được đi quyền bắt sai đai. Mình đi những cái bài quyền dòng 1, dòng 2, dòng 3 và dòng 4. Cái đó cho cadet junior, cái như là trên 14 tuổi, dưới 14 tuổi chỉ cần 4 bài quyền thôi. Qua dòng thứ 5 thì mình có được quyền repeat, có quyền trở lại, là cho những lứa tuổi dưới 14. Bảy trọng tài của kata thì mình chấm điểm cao và điểm thấp, sẽ lấy ra và cộng tất cả các năm trọng tài cũ còn lại. Còn những nước không đủ trọng tài thì là 5, thì dẫn cross out cái cao nhất và cái thấp nhất. Và điểm là thầy, như kỳ trước thì thầy có nói là bây giờ nó đổi, là giả sử như mình cho là 7.1, 7.2, hồi đó là chỉ 7.2, 7.4, 7.6, bây giờ mình được 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, được hết. Mười phần của chấm thi quyền, những phần này ở trong cuốn luật đã dịch rất rõ cho các anh em. Thì thầy Nghĩa nói rằng giống như thích nghiệp, giống như đoàn thế hay là tấn, mình chấm đều giống nhau hết, không có nào nặng nhẹ hơn. Giống như mình chấm mắt thăng bằng từ 1 đến 10, ít hay nhẹ mình trừ điểm. Technique cũng vậy, đoàn thế cũng vậy, mình chấm từ 1 đến 10. 10 phần này đều chấm bằng nhau hết, không có cái nào mà hơn cái nào hết. Và Bunkai cũng vậy, y chang. Mình nhớ 10 phần đều chấm từ 1 đến 10. Có nhiều người chấm nói là đoàn thế quan trọng hơn tấn, hay là nói tấn quan trọng hơn lẹ, speed, thì không đúng. Cái nào nó cũng đều hết. Nhớ rằng từ 1 đến 10 mình chấm từ 1 đến 10. Và trước khi mình ra sàn thì nhớ là chỉ có hai cái bao, hai cái chào quan trọng nhất là ở giữa sàn. Chào trước, xong rồi đọc tên bài quyền, rồi bắt đầu ra đòn thế. Nếu mà người ta không chào trước, người ta nói tên bài quyền trước rồi người ta chào sau cũng được, nhưng mà cái đó trừ điểm chứ không phải là trúc quyền. Nhớ điều đó. Người ta quên, người ta không chào, nhưng mà người ta
đọc tên bài quyền gọi người ta chào thì đó là một cái điểm lỗi nhẹ. Còn nếu người ta không chào luôn thì đó là chúc quyền. Hồi đó cái system là nó group 1, group 2, group 3, group 4. Bây giờ nó giống như hồi luật cũ, AK, AO, hai vận động viên thắng thua là chọn liền và trở lại repertoire. Hồi đó thì không có repertoire, bây giờ có. Rồi cái system mà low score resort tip by six judge, nếu mà hai vận động viên ra mình cho điểm bằng nhau. Cái đầu tiên là 7 trọng tài chấm là toss out cái thấp nhất cộng 6 cái trọng tài kia lại. Nếu mà khác điểm thì thắng, nếu mà còn què nữa thì cái thứ hai. Tổng cộng 7 trọng tài hết, vừa thấp vừa cao đều cộng lại hết. Nếu mà có bằng nhau nữa, thì 7 chết, 7 trọng tài vâu. Trọng tài thứ nhất nói AK, trọng tài thứ hai nói AO, trọng tài thứ ba nói AK. Thì nếu mà 4-3 thì đương nhiên là bắt buộc là phải có kết quả. Không có thảy cái khôi nữa. Nhớ hồi đó thầy về thầy nói là phải thảy, nếu mà què đã thảy. Cái này 3 phần. Phần thứ nhất là cái điểm thấp bỏ ra cộng 6 trọng tài lại. Cái thứ, nếu mà bằng điểm nữa thì cái thứ hai là tổng cộng 7 trọng tài luôn. Nếu mà bằng điểm nữa thì mình phải giống như chọn đứng lên, ông này AK, ao, không có què nữa. Trọng tài phải biết AK hay ao nữa, chứ mà nói giờ tôi không biết cái nào nữa là chết luôn, hiểu không? Bắt buộc. Đầu tiên là vòng ngoài là đấu vòng tròn đến điểm, xong hết vòng tròn đến điểm thì vào hết.